bạn quá nhiều phải ít đâu, đầy. Như này không là mình cần mình chỉnh sửa hình ảnh hay là mình như nào? Thứ này mà thêm tiêu đề và quát hết cho chúng nó nữa. À thêm tiêu đề và chơi nó. Thằng kia thấy nó cứ nằm thôi. Mẹ nó cứ cho những cái tin mật hình này nhằng nó bảo em lại bán được 2-3 triệu anh ạ. Lãi 2 triệu à. Đầu tư ra 1 triệu để như kiểu nào nhớ gì ấy. Một trình đấy, bật kiếm tiền. Đầu tư ra để bật nó chạy quảng cáo, bật cái gì nó kéo đi. Ô, nó bảo em bán kênh rồi đúng không? Không một lúc. Vài ngày này em bán kênh rồi. Bán mấy triệu em lại lấy được 2 triệu rồi. Thông quan đây lại không cần ai xem mới chết chứ. Không cần ai xem, cứ lên thì ảnh lên người là được. Có người là được. Người nó đang làm được. Thằng đang làm cho con quay là được.